Alo. Alo. Tôi đi vắng ở nhà, người ta cho nó 3 triệu. Nói lại từ đầu coi, Nhí bị gì? Con Nhí không có bị cái gì. Là người ta cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho 3 triệu rưỡi là không phải. Cho tôi. Không phải, mới đầu nói Nhí đi lấy gì? Đi lấy chai rồi. Đi lấy chai hả? Ừ. Rồi đó, tôi không có nhà, người ta nói cho cộng với con Nhí tôi có. Rồi xong tôi chạy về. Rồi nó đó. Cái cô tôi cái chó vậy đó. Bây giờ nó là nó có gậy cát cái này kia rồi tôi lục lên. Nhí lấy chai hả? Rồi lấy gì chứng minh ông? Kêu có người chứng minh, có số điện thoại luôn. Đó trời ơi, nó nói mà. Rồi tôi có người học với tôi luôn mà. Ủa dạ. Bây giờ cưng ở đâu mà cưng nói vợ cưng đi lấy chai? Tôi ở Vinh Lại, tôi chạy về cái đăng nè làm gì mà tôi không biết. Bây giờ ở đâu? Bây giờ cưng ở đâu hả? Đang chạy về cưng đăng nè. Ủa không gài YouTube không có vô quay cưng nữa sao? Tôi có ở nhà đâu mà quay. Rồi vợ đi lấy gì? Lấy người ta. Vậy hả? Rồi cưng biết thằng đó không? Có ông để ông ở trời gặn nó biết, mày nó cũng thừa nhận luôn, tôi mới về nè nó thừa nhận. Rồi vụ gì cãi nghe đi, nói gì tính nói gì? Rồi á cái mà cái gì đó số điện thoại là điện lại chửi tôi cũng làm tôi chửi tôi ông chậm chân tôi đấy, tụi này kia tôi là tôi điên, tôi kinh điên mà tôi biết tôi đi bằng tôi ăn cái gì. Nói cho mấy anh biết, chứ đừng nói mà muốn hỗ trợ cho tôi hỗ trợ cho con khác tại quan năm nè. Chắc dân nó ăn giá, đừng hỗ trợ cho nó chứ không còn đó. Từ đây sao tôi không phải nghĩ nữa. Rồi cưng điện cho anh để làm gì? Rồi tôi nói gì đó để tôi vừa chữ xong sạch tôi vào đó mà chửi mấy cái hôm nay chửi đầu cùng tôi, chửi đầu má đầu mẹ tôi tùm lum chứ. Tôi ăn tiền cũng tùm lum. Bà nào chửi? Ai biết sao quá đi qua điện thoại không à, rồi bá lên mạng có chữ luôn anh có clip tôi cho. Đâu có coi đâu, bả lên mạng có chữ ai? Có chữ tôi á, có chữ ai? Bả không có cho mặt đâu cơ, có chỉ là kia nó ngồi quay thôi. Mà em với bả là cái gì mà bả chửi? Nếu thấy mặt tôi mà biết. Nghe bả chửi cưng, bả có ích lại gì đâu mà chửi. Ông hỏi tôi hỏi ai? Vậy hả? Bởi vì không ít lợi ai chữ khơi khơi làm về không? Ông ơi, tôi hỏi ai? Bây giờ tôi hỏi ai bây giờ? Vậy hả? Hả? Tôi có lấy mặt bác. Phải tôi lấy mặt bác, tôi biết quen biết. Nếu mà người quen, bà sẽ ấy. Bà chụp này cả nước nghe rồi. Tôi điện lại, tôi tự quả rồi, tôi chưa chịu đụng quá, đụng mẹ quá. Tôi chưa nói tôi cùng đi ngoài đó, tôi cùng đi cái gì. Tôi biết gì như gì. Đúng không? Rồi ngày hôm nay đó, tôi đi xa, tôi đi Mặn Ăn. Thế tôi mới về. Rồi tụi tôi không biết đi cái chai đó. Thì em hết lên đó. Thì coi tôi có nói gì không? Tôi công tình nghe đi. Rồi cho Mạnh được tôi biết là tôi cũng ăn số tiền đó. Nhưng mà đem tiền về cái đó. Thấy không? Số tiền gì? Số tiền gì đã nghe? Số tiền gì? Số tiền của Mạnh Thường Quân cho nó mới thì đây là 3 triệu rưỡi. Cho hồi nào lâu chưa? Quá chừng khoảng chừng 7-8 ngày nay à. Vậy hả? Mạnh Thường Quân cho xài chứ có đâu nói gì. Cho xài đó. Nói là bên kia nó tôi ăn xài người ta chửi tôi. Nó cho cậu kiến Nhí. Mà bây giờ tôi nói là tôi ăn xài. Đi ăn gì đó. Thì cho cưng để xài chứ cho để làm gì? Mà tôi không có ăn xài đó tôi buông. Tôi chích chị bé là tôi chích á. Tôi phải nói bà chữ chứ. Hiểu không? Tôi ngăn rồi. Anh ở nguyên sớm tôi đi, tôi cũng qua nhà. Bây giờ nó đi lấy chai tôi cũng ăn. Nó thấy gì đó, tôi không biết luôn. Chính miệng nó nói là gì hả? Ai lấy chai hả? Ai lấy chai rồi thấy không mà nói khơi không? Tôi có người đấy đàng hoàng, nó có người chở đi luôn mà, tôi có là dân chứng luôn mà, chứ mày nó luôn. Ai biết cái vụ ông vợ ông lấy chai cái gì thì tôi không biết nha, ông nói ông chịu nha. Ông nói là ông chịu nghe, có hết tiền đi vậy. Alo nghe nè. Tôi nói cho anh nghe nè, người ta nói tôi không tin. Nói vậy? Ở sát bên nhà, người ta nói con nghĩ nào đó chở rồi chứ qua vài cuộc gọi tôi điện, tôi không tin, chắc nó dặn tôi đồ này chứ tôi đi làm ăn xa, rồi nó dặn tôi không vậy thì ngày hôm nay tôi chạy đuổi tôi ra khỏi nhà tao ngang gác rồi, cho nên tôi mới về cái chồng đó đó, tôi có người làm chứng luôn. Nói cho anh biết gì đó. Rồi làm chứng luôn hả? Rồi rồi cưng đổi về cưng đi hay vậy? Vậy tôi đi về mẹ tôi chứ gì? Mẹ, cưng ở đâu? Giờ ở đâu rồi? Bây giờ em ở đâu? Bây giờ em ở đâu rồi? Đang ở về Càng Đăng nè. Chưa tới qua chưa tới Càng Đăng. Càng Đăng hả? Mẹ ở đâu? Mẹ ra trong cái mẹ chỗ nào? Số 5. Ờ số 5. Số 5. Mẹ số 5 là phải ở hai vợ chồng của ông gì đi cái đó anh đi vô quay đúng không? Không phải tôi ở chỗ khác nữa. Tiếng Tư á. Bây giờ dạ vậy rồi bỏ luôn cái gì rồi? Thôi luôn cái gì rồi? Mà tôi nói với anh nghe này nha. Nói đi. Tôi tàu anh nói trên trang cộng mạng cho biết gì thôi. Nếu cộng mạng em tới tôi dẫn vô tới ăn trứng luôn, tận miệng hết luôn. Ở đâu? Cưng muốn anh up lên YouTube để chứng minh cái gì giờ? Chứng minh là tôi cũng ăn tiền Mạnh Thường Quân, tôi đi làm. Lúc Mạnh Thường Quân đưa tiền cho em là cho vợ? Đưa cho con vợ tôi, là tôi không có nhà luôn. Đưa cho vợ đi. Đưa cho vợ. Đưa hai vợ chồng với. Sao em với vợ em với Mạnh Thường Quân lu bu quá à, cho người ta xài chứ mắc mớ gì nói chữ lộn không sụm à, mệt quá à. Người ta chửi tôi, người ta nói tôi có ngàn ngậu đi chị ghe bà vợ tôi lên mạng nói gì đó. Ta chửi cưng thì Mạnh Thường Quân nào tào lao rồi cho nó xài, không cho thôi mắc mớ gì giờ chữ. Nói tôi thật ghe chứ chị ghe đá đâu Mạnh Thường Quân mới chửi lên, mà là chữ là tôi có liền đủ đó. Mà tôi đi ngoài tôi không mà. Ví dụ Cưng làm gì làm không biết, miễn Mạnh Thường Quân cho tiền ta xài chứ chữ người ta gì. Vậy đó, tôi muốn chứng minh là điều gì. Nếu mà anh up lên được tôi cảm ơn để mai mốt. Rồi xong đổi tôi trong cái một. Thì nói đi rồi nấp lên kênh của anh nè, muốn thắc mắc gì đó nói cho người ta biết, còn nói mai mốt nói Mạnh Thường Quân đó muốn gửi lời nói gì nói đi. Rồi chứ giờ điện anh. Tôi đi ra mặn luôn. Nói được nói là bây giờ con Nhí nó có chồng hết rồi. Rồi. Được nói là tôi cho tôi với con Nhí đầu với Nhí đừng chữ tôi nữa. Tôi không có chị nghe vậy chứ. Tôi có nhiều hiện cụ này mà tôi khi mà tôi sống tôi không cần Mạnh Thường Quân có cho tôi đến. Tôi làm ăn thôi. Tôi chí của ăn. Còn tôi không có, tôi không có chị nghe hết. Có cho Mạnh Thường Quân có cho mấy gión nào cho? Có một kèn nào vậy hả? Cho tính cho nhiêu cả nhiêu là Cưng làm ăn được. Tôi nói là anh nghe, tôi không có thằng nhiều. Tại nhiều. Nếu mà cho tôi để thằng có tiền hoạt, thấy tôi ai dân đời đó, tôi tự tôi sống rồi đời tôi xin tôi sống rồi. Tôi không quan ngồi đòi nói nhiều. Tôi để xấu ra tôi rồi, tôi giữ gì lý nào đó. Tôi ra tôi ấy, tôi xin tôi sống được. Tôi không cần đòi hỏi tao 4 triệu, 4 triệu vậy chân á. Cái đó là chuyện của em, anh đâu biết thì Mạnh Thường Quân có cho gì vợ em đó, không lấy đó mua số bán đi. Trời ơi, tôi có được kiếm tiền đâu. Cái chỗ đó em chụp ngang tay tôi không hề nói xài trên bờ giao lông người ta cho nó còn cầm chiêu ai nữa kìa. Bây giờ không có, mình đi mặn xài mắc mớ gì xin Mạnh Thường Quân chi cho nó mệt. Mà có xe không xe thì tôi cũng không có cần. Mà yêu cầu anh ấp cho anh nói là xong tiền này tôi cũng biết. Để cho tôi nói bà gì vợ tôi mới muốn có xấu tôi. Đi chích kỳ ghe đem tiền đi chích kỳ ghe uống cụ hết. Mà em có làm gì xấu không? Tôi chỉ là uống cụ ngoài mà tôi dẫn đi ngoài. Tôi nói lại nè, nói cho anh biết luôn. Nói đi. 4 giờ 4 giờ 3 giờ tôi đứt xuống nữa đủ đó là tôi chuẩn bị tôi đi đó. Mà giờ là tôi đi đó. Mà em có làm gì xấu không? Làm gì? Nè, tôi nói nè, nghe gì đúng mà tôi cũng có nè. Cái số không có là mặn cỏ không có nè, cái cố không có nè, mặn ngộ không có nè. Không mặn gì xấu rồi thôi, có ở đâu sợ. Mặn người ta nói tôi, bà chị chở tôi đi cứu ra tôi gì đó. Nói cái chị xe ấy tiền của anh đừng quên cho. Đi ấy tiền không đủ hết. Ai biết cái chuyện đó bà vợ cưng nói thì nói bà vợ cưng chứ anh đâu biết đâu. Vậy tôi yêu cầu anh ốc cho chị rồi cho bà biết con người của bà. Nè anh coi chiến của tôi ấp đi là nó mới điện cho tôi hay nè. Là con quen nhí rồi là nó mới điện cho tôi hay nè. Là nó nói là mọi người nhiều mấy hỗ trợ cho anh 3 triệu anh thuê rồi 3,5 triệu anh biết không mấy hỗ trợ cái chết nè. Là tôi nói tôi không có nhà tôi quyết. Hỏi bà chia sẻ không, tôi nói tôi đâu biết rồi, hỏi tôi. Nè, một chút thôi, tôi ghé nhà hàng Chiến à, tôi biết nhà hàng Chiến ở Tân Tân luôn nè. Tôi đang chạy về Thành Chiến à, anh hỏi coi tôi có ở nhà không? Đấy, tôi đang chạy về gần tới Tân Tân mà. Rồi, vậy thôi nghe hết chuyện nói rồi thôi, có gì tối điện nữa. Vậy tôi chào anh, ốp cho tôi gì đó. Nãy giờ tôi thu vô rồi, để tôi úp lên cho mọi người biết. Rồi.